những con hải âu đã trở thành cút chiên bơ. Và đội có được vị trí tốt nhất vào buổi tối ngày hôm nay sau khi thể hiện hết mình qua tất cả những trò chơi của chúng tôi, các bạn có số điểm rất xích sao. Và ba đội còn lại song pha bứt phá victory, ai là người đạt giải nhất? Ba đội còn lại, đội đã đoạt giải vào buổi tối ngày hôm nay với số điểm 3.916 điểm, đã thuộc về đội Victor. Hai đội còn lại cao nhất tại vị trí thứ 3. Đội sông pha đâu? Đội đọc chạy sông pha chạy gì? Số điểm chỉ chênh lệch với nhau 5 điểm thôi. Rõ ràng đúng như tên gọi, đội sông pha và bước phá. Chúng ta đọc chạy đi là xông ra bứt phá các bạn. Hai đội này đã càn quét hai đội còn lại để cán đích ba đội đã đăng quang vào buổi tối ngày hôm nay. Đội xuất sắc đoạt giải nhất trong cuộc thi Rock Fablin Phú Điền 2015 đó là đội bứt phá. Chúc mừng đội bứt phá đã về nhất, đoạt giải nhất vào buổi tối ngày hôm nay. Và đội tiếp theo xin chúc mừng đội sông pha, các bạn còn xuất sắc hơn, đã đoạt giải đặc biệt. Vâng, xin chúc mừng. Bước lên của một sân khấu để trao giải ấn tượng, giải toàn quốc cũng như đoạt giải tư vào buổi tối ngày hôm nay. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn vỗ đội cho đội hải âu. Chàng trai những cô gái đã mất tình vì đồng đội, anh đã vượt qua thử thách cuối cùng của chúng tôi. Xin chúc mừng, một tràng vỗ tay thật lớn một lần nữa. Cảm ơn các bạn. Sân khấu để giúp chúng tôi trao đội Victory giải 3 với số tiền thưởng 800.000 đồng trên một tuần bia xa bất ngờ. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn. Xin chúc mừng đội Victory. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn, xin chúc mừng các bạn. Xin mời đội bứt phá vỗ lên phía trước. Hai đội còn lại để xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhì. Xin mời chị Chi một lần nữa trở về của đội sân khấu để giúp chúng tôi trao phần quà, đó là giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.
cùng với một thùng nước ngọt và một thùng bia Sapporo. Vâng, xin chúc mừng anh chị. Vâng, cảm ơn anh chị. Đâu là những người đang đứng trên chương trình Vinh Quang. Và cuối cùng, xin mời, xin mời đội đã đoạt giải đặc biệt vào buổi tối ngày hôm nay, đội Sông Cơ. Vào buổi tối ngày hôm nay, xin mời bố mẹ di đại vui lên phía trước. Vâng, những gương mặt rạng rỡ, những người đã dẫn đầu trong tất cả các trò chơi mà các bạn đã không cho đội Bứt Phá một cơ hội để vượt qua các bạn. Và một lần nữa, xin mời anh Bình hãy trở về khu vực sân khấu để giúp chúng tôi trao giải đặc biệt cho đội đoạt giải cao nhất trong chương trình vào buổi tối ngày hôm nay. Đó là phần quà trị giá 1.500.000 đồng cùng một thùng bia Heineken và một thùng bia Sapporo. Vâng, xin mời anh chị hãy đứng lại khu vực này. Và một lần nữa, chúng tôi xin mời tất cả thành viên của đại gia đình Phú Riêng cùng bước lên khu vực phía trước để gia đình chúng ta chụp một tấm hình lưu niệm vào buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Các bạn hãy nhảy lên. 1, 2, 3. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn tinh thần của tất cả đội viên của đại diện Phú Riêng. Một lần nữa, xin thêm bài giám đốc công ty xin trả lời chúc đến tâm của anh chị Phú Riêng. Lời chúc sức khỏe.